Mình đi hộ niệm giúp người Quý vị phải biết rằng là Cái tâm này vừa phát lên Là chư Phật Bồ Tát Quán Hỷ Hộ trì cho quý vị liền Trong kinh giáo Đức Phật dạy là Phước Đức sanh từ tâm Và cũng từ tâm sanh ra tội nghiệp cái tâm mà vừa nghĩ cái việc đi hộ niệm giúp người vãng sanh làm phật thì cái tâm này là hành theo cái hạnh của phật bồ tát cái công đức này không thể nghĩ bàn Đại Lão ở Thượng Tình không giảng thiết nói rằng là Quý vị có thể hộ niệm Cho hai người giảng sanh làm Phật Thì cũng như quý vị đạt được một cái công phu tu hành rất là đặc biệt Còn quý vị hộ niệm cho hơn hai người Niệm Phật giảng sanh làm Phật thì chắc chắn quý vị sẽ giảng sanh làm Phật. Nên cái công đức mà hộ niệm lớn dữ lắm. Nhưng nhiều người chúng ta lại bị những cái trở ngại thoại tướng mềm, Thọi tướng cứng. Trở ngại rất nhiều ban hộ niệm bị trở ngại về thọ tướng mềm hoặc thọ tướng cưng thành ra giống như một cái bệnh là khi hộ niệm cho người thọ tướng mềm thì vỗ tay quay phim đồ lên quá vui luôn còn thọ tướng người ta cứng thì trong lòng lại không được vui và thấy buồn nên những đức nói rằng chúng ta đã bị cái bệnh này bây giờ phải cần điều chỉnh lại. Cái tâm của chúng ta vừa phát lên hộ niệm cho người. Đó là đại công đức, đại phước báo. Nhưng chính cái tâm mà thỏi tướng mềm, thỏi tướng cứng này đã trở ngại đại công đức đại phước báo kia trở ngại rồi và có khi hộ niệm ban hộ niệm đi hộ niệm mà thành ra một cái danh gọi là ban là hộ niệm rất nhiều ca giảng sanh thổi tướng mềm thổi tướng đẹp quay phim lên đồ nổi bật cái danh cái này là chúng ta nói để tham khảo nha quý vị hãy xem lại cái tâm của mình còn khi thổi tướng cứng thì phải làm sao cho mềm hoặc là phải giấu che cái việc thổi tướng cứng cái vị nhớ tổ sư ngày ngẫu ích ngày dạy rằng người niệm phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện kiên cố hay không nhớ người niệm phật giảng sanh là do tính nguyện kiên cố hay không còn thổi tướng mềm thổi tướng cứng đó là mỗi một con người phước duyên Mỗi cái cơ địa của mỗi người Người niệm Phật giảng sanh là Bạn tính nguyện kiên cố hay không? Bạn tiếp nhận câu vật hiệu bạn niệm lên khi Niệm cuối cùng của bạn là niệm ai với Đạo Phật Thì Phật tiếp dẫn Còn nếu cuối đời bạn mà không niệm ai với Đạo Phật Dù thổi tướng bạn có mềm cũng không giảng sanh Có xá lợ cũng không giảng sanh Tại vì cái việc giảng sanh gì cực lạc Là tính nguyện kiên cố hay không Bạn mỗi ngày bạn niệm Phật Bạn gây dựng tính nguyện Hay là lúc bạn được thiện giới thức khuyên Bạn lại gây dựng tính nguyện niệm Phật Bạn muốn sanh cực lạc Thì nhất định Khi chút hơi thở cuối cùng Bạn niệm có Phật hiệu này Thì giảng sanh Dù là thổi tướng cứng Cũng giảng sanh Không có xá lợi Cũng giảng sanh Nên cái việc thổi tướng mềm Có xá lợi Và thổi tướng cứng Không có xá lợi Việc này Không có dính dáng cái việc quá nặng nề Về cái việc giảng sanh hay không giảng sanh Mà giảng sanh là ngay tính nguyện kiên cố hay không 100% Rồi ý niệm cuối cùng của người này là niệm ai với Đà Phật Việc giảng sanh là việc của người này Mình là người hộ niệm, người khuyên, nhiệt tình còn mềm hay cứng đó là chuyện của họ Mình đã hộ niệm tròn dạng được một ca Là mình cảm thấy vui mừng khi một người đi đến với cái cuộc đời này mà được Duyên phước cuối cuộc đời Được ban hộ niệm được quý thầy Phật tử Hộ niệm đưa tiện đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc Một người như vậy cũng là Mình quá mừng cho họ rồi Còn cái này mình hộ niệm cho người ta Mềm thì mình rất là mừng Có khi còn đi ăn uống đồ này kia chúc mừng Còn cứng thì mình rất là buồn Buồn so Cảm thấy chán nản không muốn đi hộ niệm nữa cái tâm này của quý vị là trở ngại Ai trở ngại mình? Mình trở ngại mình Cái tâm này là cái tâm mình trở ngại mình Quý vị biết rằng cái tâm mà phát đến hộ niệm Giúp người ta giải sanh làm Phật Cái tâm này, cái công đức này lớn dữ lắm Cái nhân duyên này thù thắng lắm Quý vị và đây gieo nhân như vậy Thì cuối đời quý vị Rất nhiều người hộ niệm đưa tiền quý vị đi Quý vị gieo nhân sao thì gặt quả vậy Chắc chắn luôn còn quý vị không bao giờ muốn giúp hộ niệm ai Khi người ta bất an vị không bao giờ an tâm dùm người ta Mà làm cho người ta còn lo sợ Hoặc là người ta khi cuối cuộc đời hộ niệm Quý vị không bao giờ phát tâm hộ niệm cho người ta Thì ai hộ niệm cho quý vị Ai hộ niệm cho quý vị Mình chân thật mình phát tâm hộ niệm cho người Mình giúp đỡ người Khi cặn tử nghiệp mình khuyên người ta niệm Phật giảng sanh Là gieo cái nhăn cái quả sau này cuộc đời mình cũng được thiện chỉ thức Giúp mình mà không trở ngại mình Mình trở ngại người ta thì người ta trở ngại mình Trong cuộc đời này mình đi hộ niệm cho người Mình thấy có những người Vô cùng suôn sẻ Nhưng có những người gặp trở ngại chung trùng Gia đình không cho hộ niệm Là vì sao Vì chính bản thân họ Đã từng trở ngại người ta Họ trở ngại người ta nên bây giờ người ta trở ngại họ Thí dụ như quy trình của mình hộ niệm 12 tiếng 24 tiếng 8 tiếng Nhưng mà bây giờ mình niệm mới có 1 2 tiếng Thì người ta không cho mình hộ niệm nữa người ta trở ngại hoàn toàn và gia đình thì không quyết định được thì chúng ta đi về việc. việc làm chúng ta đã viên mãn rồi vì mình phát tâm cho họ 8 tiếng 12 tiếng 24 tiếng nhưng bây giờ chỉ có hai ba tiếng là gia đình người ta không đồng tình cho mình hộ niệm nữa thì cái việc làm của mình đã viên mãn viên mãn ngay chỗ nào tin sâu nhân quả phước duyên người này chỉ được bao nhiêu hưởng bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu vui vẻ quan hỷ bình thường và nhìn nhận từ nó những điều đó mà mình càng dũng mạnh tinh tấn siêng năng niệm Phật Để cuối cuộc đời mình Nghiệp chướng của mình Đối với chúng sanh trở ngại Quá giải đi Nhờ cái công đức mình tu Nhờ cái tâm niệm Phật Nhớ Phật Mà Phật lực gia trì Nên cái sự trở ngại của người thân Đỡ tối đa Mình nhìn từ họ vậy mà Quán xét mình Để rồi mình cố gắng mình tu Vậy thì quá đúng Còn cái này có khi cự với người ta bực bội với người ta Gia đình người ta không biết tu Mà người này đã từng gieo cái nhân này Bây giờ cái quả báo đến làm như vậy Mình là người đến hỗ trợ Thì hỗ trợ được bao nhiêu thì mình hỗ trợ bấy nhiêu Tùy phước duyên người này mà mình làm Mình tin sâu nhân quả Vậy thì mình làm trưởng ban hồ niệm Đi hộ niệm chắc chắn rằng thông cái tâm Ai cũng là an lạc Ai cũng cực kỳ vui Cái này rất quan trọng quý vị Rất là quan trọng Chứ đừng có đặt vấn đề Mềm vỗ tay đồ vui quá Còn khi cứng mặt bù so Thất bại rồi Câu đầu chúng ta nói cái công đức của người hộ niệm cực kỳ lớn Nhưng ngay cái thăm đó mà trở ngại Không hiểu biết Hãy tin sâu nhân quả Nên ăn tổ ngày dùng cái câu này Để nhắc nhở người tu tịnh độ chúng ta này Tin sâu nhân quả Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Câu đầu tiên là tin sâu nhân quả Quý vị nếu là người tin sâu nhân quả Quý vị sẽ không bao giờ buồn Không bao giờ khó chịu phiền não gì hết Quý vị sẽ không bao giờ nói câu tại họ Tại họ tại họ Chính những đứa nuôi người già Đứa thấy rõ ràng này có những ông cụ bà cụ Lúc ở đây con cái không đến Nhưng mà khi ông bà cụ mắc đi Con cháu lại đến Có khi đòi đem xác về này kia đâu Những đứa có thí nghiệm nhiệt tình hết mình Nói năng cho nó nghe Có những đứa mình nói nó nghe liền Nó để lại tròn di nguyện của cha mẹ Có những đứa mình có nói gì nói nó cũng không nghe Là đó là cái nhân quả của ông bà đã tạo Bây giờ con quan gia cháu quan gia Đến để đi nghịch lại Cái tâm đó của ông bà Có những con quan gia giống như nó thương mình vậy quý vị Giống như bị hợm Có một bà cụ này trong chùa bà tám mấy tuổi Bà muốn ở trong chùa Bà thích ở trong chùa vô cùng Mà con cháu bà cũng biết tu và rất thương bà Mà nó quyết định nó đem cái gì Trong khi bà muốn ở trong chùa Còn nó thì muốn đem cái gì Quý vị nhìn đi Nhìn thì giống như con cháu thương Nhưng thật sự là quan gia biến tướng Nhớ quan gia biến tướng Dùng giống như tình thương Nhưng thật sự là quan gia biến tướng tại vì người ta muốn ở trong chùa mà nó đem người ta ra khỏi chùa nó không theo duy nguyện người ta là quan gia biến tướng chứ gì quý vị bây giờ mỗi người chúng ta chúng ta có tâm nguyện đó mà người ta không tròn tâm nguyện cho mình mà người ta nghịch là hoàn toàn mình làm ông bà cha mẹ người ta mình nghĩ sao trong lòng mình chịu không hấu mình làm ông bà cha mẹ người ta mình có cái nguyện gì mà giờ con cháu mình nó làm nghịch lên là hết hoàn toàn mình đâu có chịu đâu nên gọi là quan gia biến tướng chở ngại chúng ta giống như thương nhưng thật sự là hại nên mỗi một người chúng ta phải tin sâu nhân quả khi mình đi hộ niệm thì mình niệm được hai ba tiếng trong khi, khi quy trình mình là 12 tiếng hoặc 24 tiếng nhưng mà niệm có ba bốn tiếng thôi bị bị người ta kêu mình đi về người ta nói này nói kia nói nặng nói nhẹ mình ai à, gì đà phật vậy được rồi thôi gia đình không giải quyết được mình đi về quan hỷ vui vẻ đi về không có gì cả đói bụng thì kiếm gì ăn uống bình thường đi gì, xong chuyện rồi quý vị mà như vậy thì thôi quá tuyệt vời đặc biệt quá tuyệt vời quá đúng không nguyên lý này mà hiểu được thì gọi là tin sâu nhân quả nên tất cả những người đi hộ niệm nên nghe qua công đoạn này chúng ta cùng chia sẻ gọi là lựng về hộ niệm cho người thổi tướng mềm hoặc thổi tướng cứng quý vị nhớ có những thổi tướng cứng giảng giảng sanh có những thổi tướng mềm không giảng sanh Người ta tính nguyện niệm Phật Người ta giảng sanh rồi Thội tướng người ta có cứng người ta cũng giảng sanh Người này tính nguyện đã kiên cố rồi Dù xe đụng vào một cái rầm, Họ niệm ai với Đạo Phật Phật rước họ Vì cực lạc rồi Còn chiếc xe này đụng họ Đầu cổ tay chân gãy nát Máu xịt xịt Đó là chỉ là Qua báo thế gian trả thôi Còn họ được Phật với Đạo Tiếp giảng, giảng sanh mất tiêu rồi Chỉ cần tính nguyện giảng sanh Thì dù bị cái gì cũng là giảng sanh Còn nếu như thổi tướng mỉm cười đẹp Thổi tướng mềm mại Đẹp Thiêu có xá lợi luôn Nhưng mà người này tính nguyện không kiên cố Cuối đời họ Là không có niệm ai với Đà Phật Thì họ cũng không được giảng sanh Nên cái việc thổi tướng mềm, Thổi tướng cứng Chưa quyết định được cái việc Giảng sanh mà giảng sanh là tính nguyện kiên cố Niệm cuối cùng là A-di-đà-phật Thì được gián sách Nếu như quý vị nhận thức được chỗ này Thì tất cả những người đi hộ niệm Hoặc là mình hộ niệm cho người Mình sẽ không quan trọng nặng nề cái chuyện thổi tướng nữa Mà nhiệt tình hết mình hỗ trợ giúp đỡ người ta đi Tại vì có Phật hiệu nỉ Niệm cuối cùng là niệm Phật thì được gián sách Nên mình nhiệt tình hết mình, mình hộ niệm cho người ta thôi Đúng rồi Làm gì rất là đúng quý vị và mỗi một con người niệm Phật cầu sanh cực lạc Đừng bao giờ đặt vào vấn đề hộ niệm là chắc chắn Nhớ nghe Vì đặt vào hộ niệm là chắc chắn Vì cũng sai luôn Vì tính nguyện niệm Phật giảng sanh Mà quý vị đặt vào hộ niệm là chắc chắn Quý vị không gây dựng tính nguyện của cá nhân Nên câu đầu tiên là tin tự Rồi mới tin tha Tin tự là tự mình niệm Phật Mình tin mình niệm Phật được Mình tin Phật Di Đà đến trước mình là tin tự Rồi tin Phật Di Đà đến trước là tin tha Người ta đi hộ niệm mình là tha lực Còn mình là phải tin mình niệm phật được Người ta hỗ trợ mình thì mình thành công Nhưng nếu hoàn toàn Đem cái lòng tin Đầu tiên là tin vào tha lực Đó là tin vào ban hộ niệm Tin vào khai thị thì bị thất bại Vì tin vào những chỗ đó bị mê rồi Dù có hộ niệm, có khai thị Vì có giảng sanh không? Không Không bao giờ giảng sanh Nên đầu tiên là mình phải gây dựng mình tính nguyện kiên cố mà người tín nguyện kiên cố niệm Phật cầu sanh cực lạc thì gặp trở ngại gì, kiếp nạn gì, gặp sự mất mát gì trong cuộc đời chúng ta vẫn bình thản và niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chắc chắn 100%. Như vậy thì thành công là chắc chắn. Dù có hộ niệm hay không có hộ niệm cũng vãng sanh. Vì mình đã niệm Phật được, tín nguyện kiên cố mình niệm Phật được, niệm cuối cùng của mình là niệm ai với đạo Phật thì chắc chắn mình vãng sanh. Nhưng mà cái tâm như vậy thì nhất định sẽ có người đến hỗ trợ. Còn nếu hoàn toàn mình tin vào ba hộ niệm mà mình không gây dựng tính nguyện Niệm Phật cầu sanh cực lạc là mình thất bại Thất bại liền Dù mình có được hộ niệm, có được khai thị Nhưng mê rồi, hộ niệm không nghe Mê rồi, khai thị không nghe Thì sao giảng sanh Nên nhiều người thất bại vô cùng Họ nghĩ ra rằng họ đi đến một ngôi chùa gần gần đó họ, họ ở đó thôi Rồi họ không chịu tu, họ không gây dựng tính nguyện Nhưng cuối cùng cuộc đời đi vô phòng hộ niệm, hộ niệm giảng sanh Đúng là suy nghĩ thấp kép cái việc này quý vị làm sao quan trọng được nên hòa thượng ngài hiền ngài nói hộ niệm không chắc ăn là ngay chỗ nào vì các ngài nói câu này để cho quý vị gây dựng tín nguyện đó quý vị gây dựng tín nguyện người ta hộ niệm nhẹ cái là quý vị thành tựu quý vị không gây dựng tín nguyện không lo tu mà cuối cuộc đời chỉ trông vô hộ niệm cái này quý vị thấy hên xui quá à cuộc đời mình mà đi tính vào hên xui đúng là đáng thương không suy nghĩ lại đi quý vị mình phải gây dựng tín nguyện niệm phật cầu sanh cực lạ Nghe Phật Pháp biết tịnh độ Nhưng mà mỗi ngày tịch tịch tàn tan Không chịu tu không chịu niệm Phật Sống lang thang đầu này đầu nọ Đi muốn giúp người này giúp người kia Mà không gầy dựng tu Quý vị mà cặn tới nghiệp bất tử nó ngã ngửa Có chừng quay cái tâm lại chết Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát nói rằng Tại con không chịu lo tu Trước dư độ mình mà muốn đi vòng vòng độ người Con hãy cố gắng đi Niệm Phật gầy dựng Cái tâm tính nguyện kiên cố đi Con gầy dựng được như vậy thì đủ duyên con giúp người Rất đặc biệt Còn có nhiều người đi suốt vòng vòng Nhưng không chịu tu ấy chứ. Tối ngày muốn giúp người mà không chịu tu Làm sao mà mình nhảy sách Khó lắm Nên từ nơi đó mình phải gây dựng mình Niệm Phật mình phải gây dựng mình tu Mình gây dựng mình tính nguyện kiên cố Đối với cái được mắt trong cuộc đời này Tính nguyện là mình sẽ nhìn thấu buông xuống Không tính nguyện là mình tình chấp năng này Nhớ nên mỗi một người phải được sự nhắc nhở như vậy Để mình đi hộ niệm mình Mở cái tâm lượng mình ra được đặc biệt Thông được cái tâm Nếu không ổn nó mới vị à Đi hộ niệm là đại công đại đức Đại phước đại duyên Mà mình lại trở ngại mình Trở ngại mình Mềm là gọi mừng vui Cứng thì tìm cách gì để làm sao sửa tướng rồi lại quay phim lại Chứ ta mắc mặt quá ba hộ niệm mắc mặt quá Tầm bậy ghê luôn Hồi xưa trên Đà Lạt những đức hồ niệm toàn là cái chuyện không có quan trọng mềm cứng này Thật lòng hết lòng hồ niệm cho người ta Cứ nhiệt tình hết mình đi Mình chỉ cần phát tâm này là Đại công, đại phước, đại đức, đại duyên Nó có liền Tại sao mình không làm gì đi Mình đặt vấn đề vào chỗ này nặng nề chứ không môn tịnh độ này đã kéo dài thời gian Bao nhiêu cái chương trình người ta đưa lên Đủ thứ chuyện hết Đủ rồi Bây giờ tới đời chúng ta từ hôm nay Gây dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thọ tướng mềm cũng được, cứng cũng được Đẹp cũng được, xấu cũng được Miễn giảng sanh là được Nhớ, miễn giảng sanh là được Tùy vào phước duyên thọ tướng của con người này Chúng ta cứ hết lòng hết dạ mình Làm cái chuyện lợi ích cho chúng sanh đi Bây giờ những đứa nuôi các cụ già Nếu như cuối cuộc đời các cụ mà hò, hò Mình mắc mắc xong hộ niệm các cụ Mà đàng hoàng được hết chứ Mà thọ tướng tốt thì cũng được tốt mà tội tướng không tốt cũng tốt Vì sao? Vì mình đã làm hết lòng mình tốt Hiểu chưa? Như vậy thì cực kỳ đặc biệt tốt Nên tất cả những điều chia sẻ này Nhiều người đi hộ niệm từ trong chùa mình Chăng thật phát tâm đi Phát tâm đi vì phát tâm lên một cái là bởi vị giống như cảm với bộ nguyện Phật rồi đó Phật muốn giúp chúng sanh làm Phật Quý vị muốn giúp chúng sanh làm Phật Thì nguyện mình vào nguyện Phật giống Quá thù thắng Cứ nhiệt tình mà hộ niệm đi khi vô hộ niệm rồi nhiệt tình hết mình đừng có hộ niệm mà quay tới quay lui gãi ngứa đi ra đi vào uống nước nói chuyện đây là tầm bậy đã đi hộ niệm cho người ta thì nhiệt tình hộ niệm vô ca rồi là nhiệt tình hộ niệm vô ca rồi là nhiệt tình hộ niệm chứ cái này mình đã vô ca rồi mà mình niệm chút mình chạy ra uống nước chạy ra ăn bánh chạy uống cà phê Làm đủ cách làm động người ta Khiều móc nói chuyện Chỉ trỏ tắt đèn Đến nhìn đến coi Cái này là trưởng ban hộ niệm Và người đứng coi họ sắp xếp Còn mình chỉ là người chiên hộ niệm Chiên hộ niệm cho người Đi vào chiên không dính gì hết Vậy thì quý vị thù thắng Lợi ích lớn Chứ nếu không quý vị vô quý vị làm phiền làm động người ta Có chuyện không đâu Nhớ Có người hỏi Đi hộ niệm có ăn được ngủ tăng hay không Tốt nhất đừng ăn Khi mình đi hộ niệm tốt nhất ăn chay Đừng ăn ngủ tăng luôn Đừng hút thuốc Vì mình đi hộ niệm bằng tâm cung kính chân thật nhiệt tình hết mình Giúp người Khi mình không đi hộ niệm Ở ngoài đời kể vậy Còn khi đi hộ niệm thì cung kính chân thật nhiệt tình đối với người đang nằm mình hộ niệm đối với cảnh giới chư hương linh cảnh giới quan gia mình đều có tâm cung kính cái tâm đó cảm ứng với việc hộ niệm lợi ích cực kỳ lớn còn mình đi hộ niệm mà mình ăn ngủ tăng ăn mặn hút thuốc uống rượu tùm lum mình đi hộ niệm người ta có cái tâm đó cũng tốt nhưng cái hành động bị làm có khi có sự trở ngại nhớ nên mỗi một con người chúng ta đã làm cái chuyện này là làm chuyện cho phật thì phải làm nhiệt tình, làm hết mình, làm cực lực, làm vui vẻ, làm quan hệ, tùy vào phước duyên của mỗi người. Đừng đặt vấn đề mềm cứng để sanh buồn, sanh vui. Mà hãy giữ cái tâm bình thản, tùy duyên giúp chúng sanh. Mỗi một người chúng ta đều tin sâu nhân quả như vậy. Thì cái chuyện đi hộ niệm giúp người lợi ích cực kỳ lớn luôn. Và người trong chùa cũng vậy, người yếu chỉ cần quý thầy kêu gọi hộ niệm là phát tâm rẹt 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 liền giúp người đây gọi là giúp người cần gấp nhất Vì cần tử nghiệp người ta Cần tử nghiệp người ta Mình đi hộ niệm mình sắp ban bệ rõ ràng Người nào có người nào Sắp xếp cái gì rõ ràng Chứ không phải là đi hộ niệm mà tùy tiện Ai cũng nhào vô nói chuyện Ai cũng nhào vô khai thị Ai cũng nhào sắp xếp làm loạn Cái vị trí hộ niệm thất bại Tuy đi giúp người mà có khi lại sanh ra hại người Nó mỗi một ban hộ niệm phải nhớ Mình là giúp người thì phải chân thật từ tâm mà giúp người Nhiệt tình hết mình mà giúp người Đừng nên trở ngại Phiền phức người Nên mỗi một người mình nghe như vậy nhận thức được thì Quý vị biết rằng là Phật Pháp chia sẻ nó cởi mở rất lớn quý vị Cái câu cực kỳ quan trọng Những đức nhắc quý vị Nếu như người niệm Phật mà hoàn toàn quý vị đặt lòng tin vào hộ niệm thôi Là quý vị có chừng thất bại đó dù cái ba hộ niệm đó quý vị có nghe nói tiếng tâm giỏi Hộ niệm người nhiều người giảng sanh Hoặc là khai thị hay Quý vị cũng không được tin từ ba hộ niệm đó Hoàn toàn Mà quý vị tin vào tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Còn ba hộ niệm đó chỉ là hỗ trợ quý vị Thì đúng Còn nếu như quý vị có một cái tâm Cứ từ từ mà tu cuối đời nhờ ba hộ niệm đó Hộ niệm cái khai thị cái giảng sanh Quý vị sai rồi Tầm bậy rồi Không đúng đâu nhớ những đức này hộ niệm bao nhiêu ca thấy rõ ràng có những người lúc còn sống không chịu lo tu không chịu tính nguyện kiên cố khi gần chết thì mê hoặc điên đảo hoàn toàn quý vị có khuyên quý vị có nói gác cuốn họng họ cũng không nghe quý vị có niệm phật cho họ họ cũng không nghe vì thì cái kết quả này là họ không tiếp nhận vì thì thất bại rồi nên cái người mà nói tôi trông vào ban hộ niệm hoàn toàn tôi tin là ban hộ niệm hộ niệm tôi là giảng sanh mà không chịu gầy dựng công phu tính nguyện thì những đức nói quý vị thất bại rồi sai rồi nhớ quý vị đọc trong cái những công đoạn mà hình như là cái quyển sách mà hỏi đáp cho niệm khi lâm chung của hòa thượng tịnh không cũng có sách nữa và buổi giảng có hình có luôn người ta hỏi gì khai thị này kia hòa thượng tịnh không đều nói rằng niệm phật làm chính còn có khai thị cũng là nhắc niệm phật làm chính ngắn gọn xuất tích nhắc niệm phật Chứ đừng nói dòng cho tâm quốc gì nhiều Vì lúc này là lúc người ta đang bắn lọn mệt mỏi Mà nói tứ tung lang tang Thì sao người ta nghe Nên mình điều tì duyên nhắc vài câu gọn nhất Niệm Phật đi Rồi mình cứ hộ niệm cho người Đó là khai thị đó Quý vị đọc trong cái quyển sách Hỏi đáp về niệm cái lâm chung đi Nhiều người hỏi câu đó lắm quý vị Vì khai thị rất nhiều người hỏi Khai thị là gì Là lúc còn sống nè Tiếp nhận Pháp nè Nhắc nhở cho niệm Phật nè Gây dựng tín nguyện là khai thị còn lúc căn tử nghiệp có một câu Phật hiệu làm là chính nhất Ấn Tổ Ngài nói Từ khi yếu niệm Phật, mắc niệm Phật, đưa tiễn đi chôn thiêu niệm Phật Từ đó cho tới 49 ngày niệm Phật Thu thắng nhất Tất cả người đến điêu niệm Phật Gia đạo của mình có người mắc Mình không dùng những nghi thức riêng ra Mà toàn niệm Phật có một cái lo Đưa cái điệu hộ niệm bốn chữ vô những đức niệm câu quý vị niệm câu Người đi đến Nếu như quý vị thấy gia đình mình đông đúc quá Làm một cái bàn thờ một bên Có hình ảnh Đó là nơ thấp nha cũng Còn bên đây là bên quan tài Quý vị chiên niệm Phật cho người này Người đã thấp nhang xong Nghi lễ xong Đi qua đây niệm Phật Thì đối với đời đạo tương đối phù hợp rồi ngay cái chỗ mà quý vị muốn chấp điếu thì chấp điếu ngay chỗ cái bàn thờ mà ghi ảnh đó, đó lễ cúng này kia rồi bàn ghi tiền chấp điếu sao sao ngay chỗ đó quý vị lấy đồng tiền chấp điếu này nếu gia đình quý vị khá giả thì hoàn toàn quý vị phải bỏ tiền ra lo cho cha mẹ ông bà còn gia đình nghèo nàn thì lấy đồng tiền chấp điếu này chỉ trang trải trong cái việc đám ta hoàn toàn tiền dư đều bố thí cúng dường làm thiện hết không có dùng đồng tiền này cho gia đình mình dục vì dùng đồng tiền này cho gia đạo cho con cháu thì không hay dùng đồng tiền này tu phước tu duyên cho ông bà cha mẹ thì cái đức của con cháu còn sống rất lớn hoặc là cái ngày đám tang mắt đó quý vị đặt máy nghe pháp này nè người ta đến dự đám tang vì dùng đồng tiền chấp điếu đó đặt máy nghe pháp hết thí dụ như ông bà cha mẹ mình nhìn thấy yếu à đi nay mắt mai thì quý vị đặt máy nghe pháp sẵn trước thời gian để đó đi khi ông bà cụ này mất đi Khi cái ngày đám tang đến Người ta niệm Phật này kia được Vì tặng cho những người Ta chưa từng có máy nghe Pháp này Để cho họ về nghe Pháp họ tu Nói về cái lợi ích này cho họ Thì đem cái công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình đang mắc Cực kỳ thù thắng Và chiếc lo niệm Phật này Kẻ đi qua người đi lại đều được nghe Người đi đến dự lễ Giáng sanh này đều được nghe Mà nghe một câu vật hiệu qua tay Thì chồng bồ đề buông muôn thở Việc làm này cực kỳ thù thắng luôn Đặc biệt lắm Làm đi Đám tang hoàn toàn gọn ghẻ Chiên một câu vật hiệu Giống hình chùa mình nè Thế vị đến đây dự Rồi mai mốt những đức Tổ chức Các cụ giảng sanh những đức nói chuyện Rồi cho quý vị coi Như Hôm qua 5 giờ có bà cụ mới mắt Mẹ của Chính Nhiều Phật tử cũng biết Thì Chiều nay 5 giờ Liệm bà cụ sáng chủ nhật đưa bà cụ lên đài quả táng từ hôm nay mỗi lần một cụ nào mắt là những đứa có một công đoạn nói chuyện quay phim là đoạn nói chuyện đó và người đưa đi ra quay lại lên đài quả táng quay lại một con đoạn về làm thập phim cho nhiều người khắp nơi coi vì cho ông bà cha mẹ mình coi để có tư tưởng việc này đặc biệt thù thắng làm việc lợi ích cho chúng sanh mà nên mỗi một con người chúng ta gặp được khóc môn tịnh độ này biết pháp môn tịnh độ là thù thắng phải chân thật hành trì phải gây dựng tính nguyện kiên cố nhớ quý vị còn đã đi hộ niệm thì mềm cứng tùy duyên của người đó việc giảng sanh là tính nguyện nhớ còn mềm cứng tùy duyên người đó bởi vì không dính mắt gì hết không nặng nề gì hết thì đúng rồi việc làm quý vị là đại công đại đức mười phương chư phật tán thắng quý vị tại vì quý vị phát tâm như phật việc làm này quá thù thắng đừng nên bị trở ngại vì mềm vì cứng Mềm thì muốn đi hộ niệm Mà cứng thì không muốn đi hộ niệm Sai rồi, thất bại rồi Tất cả những ban hộ niệm, những người đi hộ niệm Nên cho họ nghe những công đoạn này Để thông cái tâm tất cả những người đi hộ niệm đi Quý vị nghe đi, suy nghĩ cho thật kỹ đi Phải là hộ niệm Niệm Phật là tính nguyện kiên cố giảng sanh không Còn cơ địa Con người cứng hay mềm, phước duyên có người đến thế gian Cứng hay mềm, làm sao tính được cái chuyện Mềm là giảng sanh Cứng không giảng sanh, phải Chúng ta càng tu với càng mở thông mới hiểu quý vị ơi Nếu như cứng mà không giảng sanh Vì nhiều người mất tính tâm hết rồi. Mềm mới giảng sanh Vì mềm mới mới, 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 tính nguyện Như vậy từ xưa tới giờ được bao nhiêu ca mềm Từ nơi đó chúng ta mở thông chỗ này ra Mềm cứng gì miệng tính nguyện niệm Phật là giảng sanh Chúng ta cứ làm hết trách nhiệm của mình Là người đi hộ niệm đi Vậy thì đặc biệt tuyệt vời Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả Người trong chùa hàng Phật tử khắp nơi Mỗi ngày chúng ta được nghe Pháp Gây dựng tính nguyện niệm Phật Và những công đoạn này học tập lợi ích lớn vô cùng Quý vị nghe mở thông cái tâm quý vị ra Và thấy người yếu Hộ niệm là sẵn lòng hết mình Để hộ niệm Đem công đức này đều hồi hướng cực lạc Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh Ai nghe Phật Pháp Nghe Pháp tịnh độ đều Nhờ phước này mà Có lòng tin niệm Phật Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh về tận độ